Và cô chú đã đến với kênh Bánh Bao Cuộc Sống Trung Quốc. Thì buổi sáng hôm nay hai mẹ con em sẽ gói há cảo cho mọi người. Đây là cái bánh há cảo nè. Nó có bán sẵn, nó bán 1 kg như vậy là 2 tệ mấy á. Bây giờ nhưng là có cải khô với tàu hũ với nấm đông cô và thịt băm. Bây giờ em đã xào nhân chín rồi, bây giờ em sẽ gói chèo chư nha. Bên đây người ta gọi là chèo chư, còn mình là kêu là há cảo. Hồi nãy công an nó lại đây mọi người. Nãy giờ ngồi đây nè, em không dám quay. Là công an lại đây để lấy thông tin, lấy thông tin coi người Việt Nam ở đây làm gì, dâu Việt Nam làm gì, có đi làm không. Rồi nói là trong cái thời gian này là dâu Việt Nam không được đi làm. Rồi chụp hình nữa mọi người, chụp hình lại nữa, không biết có vụ gì không nữa. Mà chắc không có sao đâu, giống như người ta đi điều tra nhân khẩu á mọi người. Bây giờ em sẽ đi lấy cái Linh Linh ơi. Linh Linh não rồi, cái dĩa đây Linh Linh. Nãy dĩa phan thôi ra. Cái dĩa. Đừng để họ. Mơ. Ôi tiền. Xong rồi cái mới làm xong mọi người, chụp hình xong rồi lấy thông tin xong rồi đi rồi. Hôm qua lại 2 người. Xong rồi cái quên chụp hình. Rồi sau rồi cái hôm nay quay lại. Ủa cái này nó bể rồi bánh bao ơi. Tê. Nó bể rồi mình phải gói lại đi. Gói hơn cá. Nặng thỏ đi. Nặng gì vậy? Thỏ hả chàng ơi, vẫn là con thỏ luôn. Con ở này mẹ vô mày lấy cái dĩa mày đựng nha. Sợ mơ. Cái gì? Oh.
Này, lấy cái dĩa ra tới rồi, đúng rồi. Bên đây á mọi người, ở bên Trung Quốc này nè, đa số là em thấy là người ta sử dụng bột, tất cả các loại củ, củ gì mà làm được bột hay là ăn làm được từ bột hay là nói chung người ta thích ăn bột lắm. Cái gì cũng bằng bột hết trơn á, bột củ sen, bột củ mì, bột khoai lang, để lấy hột mé hết trơn. Xấu nha, em vào nặng gì đó à, thở hả chèn ơi, cái nặng con thở mọi người ơi. Con đói bụng chưa? Hả? Con đói bụng không? Ưa chèn ơi, cục vàng của mẹ cũng ưa rồi, đợi xíu nha, mày đang khóc. Nhân bự thiệt là bự. Tiện ghê luôn mọi người. Một ký vậy cứ 2 tệ 85 thôi. Mua về cái mình xào như mình gấu luôn. Còn nếu mà mình xiên thì mình tự mình nhồi bột, mà nhồi bột thì nó không ngon bằng cái này mọi người ơi. Cái này bột nó làm ngon gì cho nó tiện, làm ở nhà là ăn ngon nhất, nhà mình ăn thịt nhiều, còn bên đây người ta ăn rau nhiều, người ta thích ăn rau. Rau người ta bán toàn là rau với tàu hủ thôi mà, không có thịt. Nếu mà có thịt thì cũng chút xíu siêu à, thịt mỡ á mọi người. Nó mua cái loại thịt mà dạt á, thịt dụng á. Miếng này nó dính liền với nhau rồi xong đi gỡ ra đây. Cái ông cảnh sát, ông công an không 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 trắng tươi vậy, trắng tươi mà ông ấy chắc bốn mấy tuổi rồi, bốn mấy 50 rồi, ông trẻ khô, ông trắng tươi vậy, đẹp trai ghê luôn, mà đẹp trai nữa. Ông hỏi bánh bao là nói được tiếng Trung Quốc không? Ông kêu bánh bao còn nhỏ, ở đây lâu là bánh bao nó nói gần à. Bánh bao nó thích làm công an không? Nó thích làm công an giống cái ông hồi nãy không? Xin xả. Thích không? Con thích làm xì chả không? Xì chả. Thích làm xì chả không? Dạ. Làm thích làm lính cứu hỏa hả? Dạ. Làm xì chả ha. Ờ làm, ồ làm xì chả quay ghê luôn ha. Dạ. Ờ làm cảnh sát quay ghê luôn. Hôm nay quay ghê luôn. Hay là làm, con thích làm lính cứu hỏa. Lính cứu hỏa hay là xì chả? Hả? Nè là... Cái gì lính cứu hỏa hả? Nè là... Thỏ hả? À con làm thỏ hả? À. Đây đây mẹ nắng cho con một con thỏ nha. Đây mẹ nắng cho con một con thỏ nha, nắng cho cục thật. Cục vàng một con bánh bao, một con thỏ trắng nha. Cái bụng của nó đây, cái bụng rồi tới đây, hai cái tay sổ
làm hai cái tay, hai tay cho con thỏ. Từ từ mới làm hai cái lỗ tai cho nó. Miệng màu gì? Hey, đẹp bao bánh bao, hỏi làm như con, hỏi nè.
Thôi em hỏi nó đi. Đây mọi người ơi, sau một hồi thì đã chín rồi mọi người ơi. Mọi người mời mọi người cùng ăn với em nha. Cái bánh nó trong nha luôn. Đây nè, em sẽ lấy cho mọi người coi. Đây. Đó, cái bánh nó trong ghê luôn mà hát được cái nhân ở trong luôn. Đây. Giờ nặng nặng tương ớt cho ăn này nha. Xíu tương ớt. Ngon á mọi người ơi, cải khô á nó thơm cộng với nấm đông cô tàu hũ nó béo, thêm cái gì nữa, thịt nữa. Ờ ngon. Còn bánh bao nó ăn bột lụa không mọi người ơi? Nó ngồi mấy cục bột nè, nãy em hấp nữa luôn. Yeah. Cái này có thịt nè con ơi, con ăn miếng này đi nè, ngon nè. Nấu vẻ vẻ. Nấu nè. Ăn đó hả? Mẹ xé này cho nè. Nè. Nè nè nè. Nè. Nó nấu nè nè. Ui dâu, ăn đó rồi. Nè ăn, nó ngon. Ngon mọi người, cái miếng trong à. Ở ngoài á nó bán là không có ngon mà mình làm gì thì ăn được cả nhà luôn. Ngon. Làm cái nào cái này nó xấu, tuy nó xấu vậy thôi nhưng mà ăn rất là ngon. Cắn ăn nó ngon. Yeah.
Mấy rượu. Mấy rượu hả? Ăn đi, chứ uống gì. Ăn uống nhiều quá hồi no. Dễ. Thêm cái nữa nè. Dạ. Giờ quá. Không, không, đừng làm nữa. Ăn đi. Nè. 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 Không ăn mẹ ăn hết à. Xin nã sư đi. Hậu lơ rồi đó. Nè. Thêm cái nữa đi. Còn cái ăn hết luôn mọi người. Ôi còn cái cho bánh bao. Rồi nhìn nè. Thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Bye bye. Tạm biệt mọi người. Bye bye cô chú đi. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye. Nhảy nhảy nhảy.